Chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỹ sư Điện Công nghiệp. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ viết chương trình PLC. Trong các video trước thì mình thường làm một video ngắn từ chỉ từ 3 cho đến 5 phút rồi. Nhưng mà trong video này mình muốn làm một cái gì đó nó khác đi một chút và mình sẽ làm một cách chi tiết cho các bạn để các bạn nào mới đầu, newbie đều có thể làm được. Kể cả không học về PLC cũng có thể làm được nhé. Ok, chúng ta bắt đầu. Thì đầu tiên là đề bài, mình sẽ để tạm nó ở đây trước đã. Và sau đó mình sẽ mở chương trình Step 7 lên để mô phỏng. Mình sẽ sử dụng S7-300. Cái mà mình hướng tới điều khiển nó sẽ là S7-300 các bạn nhé. Thì đầu tiên chúng ta sẽ, khi mà tải S7 về nó sẽ có như thế này. Nó sẽ có ba cái mục như thế này. Thì mình xin nhắc một chút là nếu bạn nào mà những phần nào các bạn biết rồi là các bạn có thể tua qua, tại vì video này mình chủ đích là làm dài và chi tiết để cho các bạn nào mới thì sẽ theo dõi dễ hơn. Quay trở lại đây thì chúng ta sẽ có ba cái mục này. Khi mà chúng ta tải về, chúng ta ấn vào Schematic Manager. Cái này là của Siemens, cái này để điều khiển biến tần Siemens của Đức nên là nó sẽ có tên là như vậy. Sau khi hiện lên cái giao diện này, chúng ta Next này. Tiếp theo này, chúng ta kéo xuống, chọn là cái 313, 313, 314. Đây, chọn là CPU 313C. Tùy theo cái mà các bạn yêu cầu cần sử dụng nhé. Ví dụ đây, Work Memory của nó là 64KB. Đó, thì tùy theo cái các bạn cần về cái CPU mà các bạn sẽ chọn nó nhé. Sau đấy chúng ta ấn Next này. Sau khi chọn là CPU xong ấy, Next này. Xong rồi cái này để mặc định đi. Cái đầu tiên này để mặc định này. Sau rồi tiếp theo chúng ta ấn vào cái ngôn ngữ làm việc được chọn trong cái khối, nó là ngôn ngữ LAT. Ấn Next. Tiếp theo thì đây là cái giao diện mà chúng ta sẽ đặt tên cho cái chúng ta cần. Thì trong những video trước thì mình đã đặt hai cái, tạo ra hai cái thư mục. Thì bây giờ mình sẽ tạo thêm một cái thư mục nữa nhé. Ví dụ 12 này, nhân 02 này, nhân 2022 này, tức là ngày hôm nay, nhưng mà nó đã bị trùng tên thì mình sẽ đặt cái này, mình làm vào buổi tối đúng không, nên mình sẽ đặt là night. Ok, sau đó khi mà đặt tên thư mục xong, chúng ta ấn finish và đợi một chút thì nó sẽ hiện lên cái giao diện như thế này. Rồi các bạn ấn vào OB1, nó có ghi gì thì các bạn ấn vào thôi nhé. Thì ở đây là cái giao diện của cái PLC Step 7 version 5.6. Thì ở đây có một comment và thì chúng ta ví dụ mình đặt tên đây là ví dụ 2. Ví dụ 2 phần A đi chẳng hạn, được chưa? Thì đây, quay trở lại cái đề bài. Thì chúng ta có đèn một sáng khi mà ấn A hoặc ấn B. Ở đây mình sẽ quy định cho các bạn nhé. Y00, Y0.0. Đó. Y0.0 thì chúng ta sẽ mình sẽ quy định bằng A để viết vào đề bài cho nó dễ thôi. Được không nhỉ? Y0.0. Y0.1 nó sẽ là B. Y0.2 nó sẽ là C. Cái này để ký hiệu để cho cái đề bài cho nó ngắn. Thì các bạn hiểu như thế. Tiếp tục thì chúng ta có Q đúng không? Q0.0 này bằng C này. Q0.0 thì là đèn 1 đi. Đúng không nhỉ? Q0.2 à .1 thì là đèn số 2. Đèn 2. Q0.3 à Q0.2 là bằng đèn 3. Đấy, thì đây là chỉ là cái quy định thôi nhé, nó không mang tính chất gì liên quan lắm. Thì mình chỉ viết này để cho nó quy định để dễ hiểu thôi. Đó, thì đây bây giờ chúng ta ấn A hoặc ấn B, tức là chúng ta sẽ ấn Y00 và Y01 thì nó sẽ sáng, và không ấn cái C. Không ấn thì nó sẽ là thường đóng đúng không? Thì chúng ta mở lại cái file lên như thế này, ví dụ 2A đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ kích vào đây này. Sau đó chúng ta có theo cái đề bài thì chúng ta sẽ ấn hoặc, hoặc thì nó sẽ là hai cái trường hợp.
thì chúng ta sẽ phải làm sao đó để cho nó thành một cái đường song song. Đây mình sẽ làm luôn như thế này. Này chưa được à? Ô hay nhỉ. À, đây rồi, hơi lỗi một chút đó. Chúng ta nối này lên này, mình xóa đi, thêm một cái thường đóng ở đây. Bây giờ đặt tên cho nó y0.0, enter. Bên dưới nó sẽ là y0.1 đó. Ôi không nhìn. Y0.1 tức là AB đấy. Thì mình ký hiệu thế, nhưng mà trong này mình sẽ vẫn viết là đúng đúng theo cái kết cấu của cái PC đó. Và chúng ta đang thiếu một cái cuộn coil như thế này. Thì ở đây chúng ta thấy được là cái đây, đây mình sẽ đặt tên nhé. Kích chuột phải này vào edit symbol. Cái này chưa có à? Đây là Q00. Đó, bây giờ mình sẽ đặt này, y0.1 là A này, rồi mai là B này, C này. Đó, cái này là đèn 1. Y0.0 là A, y0.1 là B, y0.2 là C. Apply và OK. Đó, cái này, cái ký hiệu ABC này chúng ta thường là để cho khi mà chúng ta làm bài trên lớp ấy, thì nó sẽ nhanh hơn. Chứ cái này cũng không có ý nghĩa gì nhiều. Bây giờ mình sẽ thực hiện chạy mô phỏng cho các bạn. Ví dụ đầu tiên này nhé. Ví dụ đầu tiên này. Ấn A hoặc Ấn B. Thì để mà có thể chạy được mô phỏng, chúng ta sẽ kích vào cái phần Schematic Manager mà chúng ta vừa mở đầu tiên. Sau đó chọn vào phần Simulation On Off. Được chưa? Nó sẽ hiện lên. Khi mà các bạn bật ấy, thì nó sẽ không hiện lên giao diện như này, mà nó sẽ hiện lên như thế này. Được chưa? Và các bạn sẽ chọn cái mạng truyền thông MPI ở đây. Được không ạ? Đó, tiếp theo là làm gì? Thì chúng ta mở lại cái file như thế này. Sau đó kích mở cái này lên và ấn ghim all the way on top, tức là sẽ ghim nó vào cái màn hình này để khi chúng ta làm việc nó sẽ không bị nhảy mất. Sau đó các bạn insert hai thứ, một là biến vào và insert cái hai là biến ra. Tức là sao? Cái này là ở đây nó sẽ là ra ở cái bit Q. Còn đây là cái Y ấy, Y00 này. Q này nó sẽ hiển thị kiểu cái Q0 này chẳng hạn. Đó, sau khi đấy thì chúng ta ấn vào phần download để cho nó tải lên cái này. Và tiếp theo chúng ta chọn vào phần cái kính monitor on off. Và chúng ta bắt đầu chạy mô phỏng. Ấn vào chữ run này. Như các bạn có thể thấy ở đây thì dòng điện nó đang ở cái chỗ công tắc này và nó đang bị chặn đây. Đề bài của chúng ta là gì? Mình sẽ xem lại một chút. Đèn một sáng khi hoặc ấn A hoặc ấn B và không ấn C. Thì như bạn thấy đây, không ấn C. Bây giờ mình sẽ ấn A này. A không A chính là Y00 ấy. Ấn A sáng, ấn A hoặc ấn B đèn sáng, thỏa mãn chưa? Đúng không? Đó thì cái này chúng ta đã làm xong. Sau khi làm xong chúng ta ấn dừng đi. Và tiếp theo, để mô phỏng cái tiếp theo thì chúng ta kích vào cái phần bên này. Chúng ta sẽ phải tắt cái phần cái kính này đi này. Sau đó chúng ta thêm kích chuột trái hoặc là ấn vào cái trên thanh bên này để tạo một cái network mới. Ví dụ cái network số 2 mình ghi là ví dụ 2 phần B. Ở đây chúng ta sẽ mở ra này. Thì đề bài là gì? Đèn hai sáng khi có hai và chỉ hai nút bất kỳ được ấn. Thì đối với bài này mình sẽ cho các bạn hai trường hợp để các bạn có thể tham khảo. Đây ví dụ B trường hợp 1, được chưa nhỉ? Insert thêm một cái nữa là ví dụ 2B. Ví dụ 2B trường hợp 2, được chưa? Thì ở đây đầu tiên là xem xét cái đề bài trước đã. Thì đèn hai đèn sáng và chỉ có hai nút, khi chỉ hai nút bất kỳ được ấn, thì chúng ta sẽ có hai cách làm như sau. Đầu tiên là đèn một
sáng khi có hai nút bất kỳ được ấn thì nó sẽ có một số những trường hợp như sau. Một số trường hợp này, ví dụ như ấn A, ấn B. Ấn A và ấn B nhé. Ấn A và ấn B này. Tiếp theo chúng ta có một cái trường hợp là ấn B và ấn C. Tiếp theo là cái gì? Ấn A và ấn C. Đó, thì hai đây là cái trường hợp hai nút bất kỳ được ấn. Hai và chỉ hai, tức là chúng ta sẽ phải thêm một cái nữa. Đó là và chúng ta không ấn cả ABC. Không ấn và không ấn cả ABC. Đấy. Thì đối với cái trường hợp số 1 này thì chúng ta sẽ có phương trình như sau. Ok chưa? Trường hợp 1. Thì mình sẽ vẽ luôn trường hợp 1 nhé. Quay trở lại cái màn hình trường hợp 1 đây. Thì chúng ta có gì? Ấn A và B, B và C, A và D. Cái này nó nằm trong cái hoặc. Chúng ta sẽ ấn như, vẽ như thế này. Một này. Một hay hai này, lên này, nó vào đây. Tiếp theo chúng ta có một này, này không có đường đi xuống này. À đây rồi, này không phải này. Này thừa chúng ta xóa đi. Đây chúng ta sẽ để mấy cái thường mở ở đây. À đây. Cái này sẽ phải để là thường đóng vì chúng ta là không đóng ABC mà. Thì hơi nhầm một chút. Đó, mình sẽ sửa lại như sau. Thường đóng này. Sẽ rẽ thêm một nhánh nữa thường đóng này. Nối lên này. Ừ, nối lên đâu nhỉ? Rồi. Ok. Đây chúng ta sẽ thay bằng một cái cuộn. Được chưa? Thì ở đây mình sẽ nhập các thông số vào cho các bạn dễ quan sát hơn. Này là A này. Này là B này. Đấy. Cái này nó sẽ rất tiện khi mà chúng ta nhập như thế này. C này, à đây là A nhỉ. Đây là gì? Đây là B đúng không ạ? Đây chúng ta có C đúng không ạ? Và đây chúng ta cũng là C. Thì quay trở lại cái vừa nãy một chút. Chết rồi. Này xóa đi. Ok.
V0.1 là đèn 2 nhá. Thì ở đây cái này mình chưa xử lý được nên mình ấy tạm cái này. Conductor nó tức là cái dây dẫn ấy, thì nó sẽ có một cái đường nối thẳng này, nhưng mà tạm thời mình chưa tìm được ra. Trong video có thể trong các video khác mình sẽ nâng cấp lên và mình sẽ hướng dẫn được các bạn. 15 phút rồi. Đấy thì ở đây quay trở lại cái đề bài này. Trường hợp 1 là ấn A và B, B và C, C và D. Hoặc nhé. Ba này là nó hoặc với nhau và không ấn cả ABC và không ấn cả BBC thì đèn sẽ sáng. Tức là sao? Trong cái này chúng ta ấn hai nút bất kỳ thì đèn nó sẽ sáng. Thì bây giờ mô phỏng thôi. Ghim nó vào này. Nạp lại chương trình. À, cái này nó không được đúng không nhỉ? Thì nó không chấp nhận. I9.9 đi. Không được. I0.4 chẳng hạn. Được rồi. Cái này xem mình sẽ kỹ. Kể các bạn không quan tâm nhé. Cái này nó chỉ là một cái dây dẫn thôi. Cứ coi như nó là một cái dây dẫn chẳng hạn như vậy. Đó, sau khi ấn xong chúng ta bạn nạp lại chương trình này. Sau đấy ấn vào cái kính như vừa nãy. Sau đấy ấn chạy thì nó sẽ hiện lên như thế này. Tức là sao dòng điện nó đang đi đến đây và nó bị chặn lại. Ba cái này nó thông với nhau chứ không phải chứ nó không có điện đâu các bạn nhé. Bây giờ thì giờ chúng ta sẽ ấn hai nút bất kỳ để xem nó sáng không nhé. 0 và 1 là A và B đúng không? A này. Ấn A và B đèn sáng đúng không ạ? Ấn A và B đèn sáng. Nó sẽ chạy như thế này. Đó. Vậy chúng mình sẽ ấn hai nút bất kỳ tiếp theo. Ví dụ mình ấn B và C nhé. B và C này. Dòng điện chạy như thế này. Đấy thì nó cũng chỉ ấn hai nút rồi đúng không? Ấn B, C và không ấn cả ba nút. A này nó đóng từ sẵn rồi. Khi mà cái chúng ta ấn B và C thì ở đây nó đang là thường đóng thì nó trở thành thường mở. Ở đây thường mở thành thường đóng thì đường điện nó sẽ chạy như thế này. Tiếp theo ấn A và C nhé. Đấy thì nó sẽ thỏa mãn cái đề bài là ấn hai nút bất kỳ. Thì đấy là đấy là trường hợp số 1. Và bây giờ mình sẽ thiết kế đến trường hợp số 2. Trường hợp số 2 thì sẽ như thế nào? Thì trường hợp 2 này. Thì đầu tiên là ấn A và ấn B và không ấn C đúng không ạ? Trường hợp số 2 cất C đây cho nó nhanh. Ok, đây trường hợp số 2 này. Trường hợp số 2 là ấn B ấn C và không ấn A. Trường hợp tiếp theo ấn C ấn A và không ấn B đúng không ạ? Đó thì là ba trường hợp như thế này, tức là ấn hai nút bất kỳ và không ấn cái nút còn lại thì nó sẽ ra một cái như thế này. Đây ấn hai nút này và không ấn cái nút còn lại thì nó sẽ có ba cái trường hợp như này. Thì chúng ta vẽ như thế này. Thì bây giờ chúng ta hãy bắt đầu. Đây là cái file mô phỏng của mình. Thì tab này đi ạ. Giờ chúng ta sẽ ấn 1 này. 2 này. 3 này. Ok. 1 2 3 và nối nó lên. Tiếp theo 1 2 3. Cái này tức là sao? Mở tức là ấn hai nút bất kỳ và đóng cái nút còn lại đúng không? Thì theo cái trường hợp như vừa nãy này, A B C B C E như thế này. Giờ mình sẽ nhập nó vào. Ở đây là vị trí A đúng không? A này. Đây là B và không ấn C. Tiếp theo chúng ta có gì? Chúng ta ấn B. Chúng ta ấn C. Và chúng ta không ấn A.
Tiếp theo chúng ta có gì? Chúng ta ấn C, chúng ta ấn A và chúng ta không ấn B. Đó, ở đây chúng ta sẽ có một cái cuộn, cuộn đèn số, đèn số 2 đúng không nhỉ? Đèn số 2 chúng ta quy định là D2 và chúng ta enter, nó sẽ ra như thế này. Đó, thì đây là cái trường hợp số 2. Bây giờ chúng ta bắt đầu chạy mô phỏng để xem nó có đúng không. Thoát ra ấn lại, download chương trình vào trước, sau đó ấn vào phần cái kính, run. Như các bạn thấy đây, điện nó đang lửa phía bên ngoài này. Giờ mình sẽ ấn hai nút bất kỳ, ví dụ như mình ấn AB nhé, ấn AB này, ví dụ ấn AB, ấn hai nút bất kỳ và không ấn nút còn lại. Ok chưa, đèn sáng. Tiếp theo ấn, bây giờ mình sẽ ấn AC chẳng hạn, đúng không nhỉ? AC, A và C, hai nút bất kỳ ấy. Thì nút B không ấn, B là Y01 này, ở vị trí này thì đèn vẫn sáng, được chưa? Tiếp theo giờ mình sẽ ấn vị trí BC còn lại, đúng không? Đúng lại BC đấy, ấn hai nút bất kỳ và đèn sáng, không ấn nút còn lại thì đèn sáng. Đấy, thì chúng ta đã hoàn thành xong cái ví dụ số 2. Tiếp theo đến ví dụ cuối cùng. Video đã 21 phút. Đèn D3 sáng khi cả bán được ấn. Thì câu này là một câu dễ, rất dễ. Và sẽ insert network đây. Ví dụ số 2 phần C, đúng không ạ? Thì cái này nó quá dễ, nhắm mắt chúng ta cũng có thể làm được. Đây là A, đây là B và đây là C. Đây là đèn số 3, C thì đèn 3 chưa có, đúng không? Q0.2, Q0.2 là đèn 3. Ok, giờ chúng ta nạp chương trình, nạp vào này, bật mô phỏng lên này, ấn run này, điện đang lưu đây, ấn 1, 2, 3, ấn cả ba nút đèn sáng, xong. Như vậy chúng ta đã hoàn thành. Đây một video khá là dài và tốn nhiều công sức, thì mong rằng các bạn sẽ hiểu nó, và nếu có thắc mắc gì thì hãy để comment xuống phần bình luận, hoặc bình luận xuống phần comment. Xin chào và hẹn gặp lại.